Nayib nổi tiếng là một người giàu tài sản nghìn tỷ thì đeo trên tay con đồng hồ đâu đó khoảng vài tỷ là chuyện hết sức bình thường. Mọi người đã biết quá nhiều về những cái con đồng hồ mà anh Trinh ấy đeo rồi. Thì hôm nay bản thân em sẽ đem đến một góc nhìn chi tiết về bộ sưu tập của anh ấy nhé. Đầu tiên đó là con Richard Mille GM029, thì đây là con dành cho phiên bản đường đua giải đua Le Mans. Thì đây là một cái giải đua lâu đời và nổi tiếng nhất. Và con đồng hồ này đâu đó khoảng tầm 7 tỷ. Và thêm một chiếc nữa, đó là con đồng hồ quốc dân Cartier Santos. Thì con này khác với những cái con bình thường á, là nó được làm từ vàng nguyên khối, đâu đó khoảng tầm 1 tỷ 2. Thêm một con nữa là Patek Philippe, mà được nạm kim cương với bộ máy phức tạp Nautilus 5724R, đâu đó khoảng tầm 7 tỷ. Và thêm một con đồng hồ kinh điển nằm trong bộ tam thánh đồng hồ thế giới, đó là con Audemars Piguet 262390R, là một chiếc Rolex đâu đó khoảng tầm 4 tỷ. Thì bản thân em thấy nha, với một người trẻ 2001 mà sở hữu một cái bộ sưu tầm rất là kinh điển như thế này, thật sự rất là nể phục. Và nếu như mà anh Nayib có xem được video này thì em khuyên anh nên mua thêm một con Vacheron Constant cho đủ bộ tam thánh nha anh. Mọi người thấy như thế nào về video này? Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Mình là An đến từ Đồng Hồ Tân Tân.